Xin chào, mình là Ngọc Vy và hôm nay thì mình sẽ mở hộp, một cái hộp rất là đặc biệt. Mình chưa biết là nó có cái gì ở trong đây hết. Nó kiểu kiểu giống như là blind box hộp mù đang hot hot gần đây. Và chiếc hộp này đến từ Hằng Đặng Accessory, HD Accessory. Hiện tại thì mình chưa biết là cái hộp này nó sẽ có liên quan tới iPhone 16 series. Và như mọi người biết thì năm nay có một cái khá là hot, đó là iPhone 16 series tại thị trường Việt Nam thì mở bán và giao hàng khá là sớm, đâu đó khoảng khuya ngày 26 tháng 9 là rạng sáng 27 thì đã có những cái chiếc iPhone chính hãng được trao đến tay người dùng rồi. Và chúng ta xem là bên trong này có gì liên quan tới iPhone 16 nha. Ok. Ta-da, ta-da. Giống như là dự đoán ban đầu thì Hằng Đặng thì mình sẽ có một cái thùng rất là nhiều phụ kiện nha mọi người. Bây giờ mình sẽ khám phá. Đầu tiên, cái ốp lưng này nhìn bề ngoài khá là đơn giản ha. Ốp lưng dành cho iPhone 6.9 in 2024, tức là dành cho iPhone 16 Pro Max. Rồi đây là cái ốp lưng từ Spigen. Thì mình sẽ có là bảo vệ chống chày, chống va đập. Và có một cái đặc biệt ở đây là những cái chiếc ốp này thì thương hiệu Mỹ và sản xuất tại Hàn Quốc. Ok. Tiếp theo lại là một cái ốp lưng dành cho iPhone 16 Pro Max nữa nha. Cái King Bull này thì mình nghĩ là mọi người rất là quen thuộc, nhất là với những cái miếng dán cường lực. Rồi, phía sau này sẽ là những cái điểm nổi bật của cái ốp này ha. Mình sẽ có chống bám vân tay nè, chống trầy xước này, rồi thuận tiện trong sử dụng. Rồi nó sẽ có những cái nút bấm chính xác ở trên đây luôn. Rồi bảo vệ 360 độ, rồi nó sẽ mỏng gọn được các kiểu. Và có một cái rất là đặc biệt nữa, đó là cái chống ố vàng. Thì cơ bản là với những cái ốp trong này thì các bạn cũng biết rồi đó, mình dùng và mình sạc thời gian dài thì nó hay xảy ra cái hiện tượng đó. Thì với cái ốp này họ sẽ có chống, nhưng mà mình nghĩ là ở cái mức gọi là hạn chế rồi mọi người, nó sẽ hạn chế tốt hơn so với những cái ốp trong thông thường. Đây, mình rút một phát ra hai cái ốp nữa luôn. Đây là hai cái ốp cũng đến từ Spigen luôn nha mọi người. Một cái là dành cho iPhone 6.9 inch và một cái cũng là 6.9 inch luôn. Hai cái ốp này thì có vẻ là nó sẽ đặc biệt hơn một xíu so với cái ốp ban đầu. Cái ốp ban đầu kiểu là nó đơn giản á. Và cái này thì nó sẽ có MagSafe luôn này. Rồi, nó sẽ có một cái phần giống như là giá đỡ. Mình nghĩ là mình sẽ tháo thử ở đây luôn ra. Đây, tháo ra như vậy thì sẽ dễ nhìn thấy hơn cho mọi người ha. Wow. Cái ốp này thì nhìn bên trong là thấy cách phối màu khá là ngầu ha, nhưng mà cái này là mặt trong thôi. Cái quan trọng là phía sau này thì mọi người sẽ thấy là mình sẽ có một cái giống như là cái giá đỡ điện thoại mình này. Mình có thể đỡ theo chiều ngang hoặc là chiều dọc được cái kiểu ha, nó rất là tiện. Và với cái độ dày của cái ốp này thì nó cũng là một cái dạng ốp mà bảo vệ rất là tốt cho iPhone khi mà chống chọi va đập đồ cái kiểu. Cái này thì chắc là phải đợi những cái bài rub test kỹ hơn. Đây là một cái dạng ốp khác nữa của Spigen luôn nha mọi người. Đây là dạng ốp trong. Ok, rất là đa dạng ha. Rồi mình sẽ tiếp tục đi, tại vì mình còn rất là nhiều phụ kiện cho nên mình sẽ lướt nhanh. Các bạn thích cái món nào và còn chuyên sâu thì nhớ comment và mình sẽ trở lại trong cái video khác. Rồi tiếp theo là mình sẽ có rất là nhiều những cái củ sạc ở đây nha mọi người. Wow, ở đây là ba củ luôn nè. Có hai cái này là nó sẽ giống nhau và nó chỉ khác về màu sắc thôi. Nó là Mini Cup 2 20W PD Charge. Thì nó sẽ có cái công suất tối đa là 20W và nó sẽ nhỏ hơn 39% so với lại những cái củ sạc mà 20W thông thường trên thị trường. Nó sẽ giúp sạc được 50% pin trong khoảng 30 phút đồ các kiểu và nó tuân thủ những cái quy tắc, những cái quy chuẩn về an toàn. Rồi cái này là hai củ sạc của InnoStyle Mini Cup nha mọi người. Rồi đây lại là một cái củ sạc khác nữa. Ở đây mình vẫn còn một cái Mini Cup nữa nè. Wow, giống như là bóc hộp mù thiệt, có quá nhiều luôn. Ok, như vậy thì mình đã moi được tổng cộng ở đây là tới 4 cái củ sạc Mini Cup 2 của InnoStyle 20W. Như vậy thì mọi người sẽ có tới 4 màu sắc để lựa chọn luôn. Màu đen nè, màu trắng nè, hoặc là bạn nào mà thích rực rỡ xíu thì mình sẽ có màu tím hoặc là màu xanh. Ok, cái này thì nó cũng giống giống cái vừa rồi. Nhìn sơ qua thì nó giống giống nha, nhưng mà nó sẽ có cái nâng cấp về cái mặt công suất. Ở đây là mình sẽ có công suất tối đa là 30W. Nó lại có power delivery đồ các kiểu ha. Nó sẽ nhỏ hơn 63% so với lại những cái củ sạc khác ở trên thị trường. Rồi tiếp theo là một cái củ sạc mà nó đặc biệt hơn mấy cái vừa rồi một xíu. Cũng là Mini Cup, cũng là InnoStyle thôi, nhưng mà mình sẽ có công suất tối đa là 35W này. Tất nhiên là có hỗ trợ power delivery rồi. Rồi mình sẽ có là nó nhỏ hơn 58% so với những cái củ sạc tương tự trên thị trường,
nhưng mà mình sẽ có tới hai cái cổng sạc này, một cái là Quick Charge 3.0 và một cái là cổng C Power Delivery. Ok, tức là các bạn có thể sạc tối đa cho hai thiết bị cùng một lúc. Sạc rồi thì bây giờ mình sẽ có cáp nha mọi người. Mình sẽ có một cái sợi cáp Hyper. Và nhìn cái hình bên ngoài thôi thì mình thấy là cái sợi cáp này trông khá là xịn á. Tại vì cáp nó kiểu là dạng dây cáp hay dây bệnh gì đó thì phải. Đây, đây là cáp C2C. Wow. Nhìn là thấy xịn rồi nha mọi người. Kiểu là cái cáp này thì mọi người không cần phải lo là đứt rồi đó, có thể thoải mái sử dụng. Cái cáp này thì mọi người thấy là cái độ dài của nó lên tới 2 mét luôn. Cộng thêm là cái dạng mà dây như thế này thì nó rất là chắc và bền luôn. Mình nhớ là đôi khi hình như hạt nhà sản xuất họ có làm cả những cái bài test theo kiểu là dùng để kéo xe luôn thì phải á. Vì nó thật sự rất là bền bỉ, nói chung là mình có thể thoải mái sử dụng. Mình sẽ còn rất là nhiều những cái ốp đến từ Spigen nữa. Nói chung là nếu như mà các bạn sắm iPhone 16 series trong đợt này thì các bạn có thể ngó qua những cái ốp lưng này, sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn ha. Có ốp trong suốt này, ốp kim cả giá đỡ giống như vừa rồi này, cái ốp mà có hỗ trợ MagSafe, rồi ốp trong, rồi cả cái ốp đen như thế này cho những bạn nào mà thích đơn giản. Về cơ bản là đều là những cái ốp mà nó sẽ hỗ trợ bảo vệ cái điện thoại của mình tốt hơn. Tiếp tục, đây, đó, ốp 6.9 inch thì thật ra là họ đưa cho mình những cái mẫu cơ bản này trước thôi. Còn nếu như các bạn nào dùng iPhone 16 Pro hay là 16, 16 Plus thì tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái mẫu tương tự như thế này dành cho cái chiếc iPhone của các bạn rồi. Đó, nó vẫn có nè, chống vân tay nè, chống chạy xước này, là nút bấm rồi cái kiểu này. Đây mình sẽ mở thử một cái này ra đi ha. À, mở bên hông nè. Trời, tôi chưa bao giờ mà unbox nhiều thứ như vậy. Không có móng tay thì chứ. Đây, cái hộp nó sẽ dạng kéo ngang như thế này. Đây là cái ốp ha. Mặc dù là nó bảo vệ chống trầy xước cho cái điện thoại, chống va đập được cái kiểu. Nó có mắt xếp ở đằng sau. Đây là cái nút bấm này. Nó sẽ làm cái dạng nút bấm ở đây luôn. Và như các bạn biết đó, những cái ốp này thì nó sẽ có cái khoảng hở chỗ này để dành cho cái nút camera control mới. Rất là mỏng gọn nha. Còn test chống va đập thì đợi đi. Tiếp theo, trời ơi, không phải đĩa CD hay là album gì đâu nha, mà là kính cường lực của mọi người, kính cường lực của Kingwood. Thì cái dòng này mình nghĩ là nhiều bạn cũng đã sử dụng qua rồi, vì có những cái thời điểm mọi người dùng và nó khá là hot luôn. Ngay từ cái cách đóng hộp của cái kính này thôi là mọi người đã thấy được là đừng bao giờ so sánh với cái kính cường lực tùm lum ở trên thị trường mà mọi người thấy ha. Đó, nó sẽ có, đây, cái điểm nhấn của nó là cái độ cứng chính hết. Cái thang đo độ cứng của mình nó sẽ từ 1 tới 10 và cứng nhất là kim cương ở thang đo số 10. Thì cái độ cứng của cái kính cường lực này nó đạt tới mức số 9. Nó sẽ có chống va đập đồ các kiểu, chống trầy xước, chống bám vân tay này. Rồi rất là dễ để mình có thể lắp đặt đồ các kiểu và nó có bảo vệ mắt. Và mình sẽ có đa dạng kích cỡ luôn, 6.1 inch này, 6.9 inch này, 6.7 inch này, 6.3 inch này. Đủ cho 4 chiếc iPhone của các bạn nha. Rồi, lại là hai món nữa của Kingwood nha mọi người. Bên đây sẽ là Premium Titanium. Bên đây cũng là Premium Titanium, nhưng mà cái này là cho 6.1 inch với lại 6.7 inch. Còn cái này là 6.3 inch với lại 6.9 inch. Nó là cái để bảo vệ camera Titan Shield, lớp bảo vệ bằng Titan dành cho camera. Hạn chế chống trầy xước này, rồi 100% vừa khít với lại lens của các bạn. Rồi nó sẽ chống va đập đồ các kiểu và cũng có độ cứng chính hết luôn nha. Cái này thì bạn nào kỹ tính thì sẽ có bảo vệ cho cả phần camera. Còn đối với mình thì mình ốp lưng với kính cường lực thôi là đủ rồi. À, vẫn sót một cái ốp này. Ê, nhưng mà cái ốp này nhìn vui nha. Cái ốp này nhìn bên ngoài thấy rất là thú vị á. Cũng là cho iPhone 16 Pro Max. Ui, cái này là mình muốn khui ra này. Ê, xinh 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 xinh. Dùng từ xinh cũng không đúng nữa, mà kiểu nhìn nó high tech nha. Tức là nó sẽ làm theo kiểu giả giả, giống như là cái bo mạch của iPhone, của một cái điện thoại. Có thể nói đây là cái ốp mà mình thích nhất từ nãy tới giờ, vì trông nó khá là đặc biệt. Mình cũng không thích màu mè, mà mình cũng không thích trông đơn giản, thì đây sẽ là một trong những cái lựa chọn mà dành cho bạn nào mà có cái gu giống mình nha. Nó sẽ kiểu là làm giả cái hình ảnh bản mặt, cho nên là nhìn trong nó high tech, nhìn nó hay ho, haptic engine rồi các kiểu này ha, Spigen 01 Edition đồ ha.
Và nó sẽ có rất là nhiều những cái công nghệ quen thuộc dành cho cái ấp lưng của Spigen mà có thể là các bạn đã biết rồi, như là công nghệ chống sóc, công nghệ trim, nói chung là rất là nhiều, nhưng mà đại khái là mình phải test thực tế thì mình mới biết được nó như thế nào. Các bạn đợi những cái bài test cụ thể hơn nha. Rồi, lại là một sợi cáp nữa nha mọi người. Hồi nãy thì là cáp 2m, bây giờ là 1,5m. Ok, mình sẽ lấy ra luôn nha mọi người xem. Cái sợi cáp này nó là của InnoStyle. Còn cái cáp mà lúc đầu mình trên tay thì đó là cáp của hai bờ, nhưng mà đều do Hằng Đặng phân phối nha. Các bạn thấy là cái hai sợi cáp này nó sẽ đều bền, nhưng mà cái này nó sẽ thanh mảnh hơn, nó nhỏ hơn. Còn cái này nó sẽ chắc chắn hơn. Nói chung là tùy cái điều kiện làm việc của mình hay là mình yêu cầu về độ bền thì mình sẽ lựa chọn. Cái cáp này thì nó sẽ là 60W. Cuối cùng lại là một cái sợi cáp nữa, và sợi cáp này nó lên tới 240W, cũng của InnoStyle nha. Nói chung là bắt đầu líu lưỡi luôn, là quá nhiều đồ. Sợi cáp này thì nó cũng là bền từ sợi Kevlar, tức là nó sẽ khá là bền bỉ. Đối với những cái sợi cáp này thì mình nghĩ là mọi người cũng không có lạ gì nữa đâu. Và còn một cái củ sạc nữa, nhưng mà nhìn từ nãy tới giờ thì đây chắc là cái củ sạc mà mình thích nhất, bởi vì nó sẽ có tới hai cổng sạc USB-C. Như vậy thì mình sẽ có thể sạc nhanh tới hai cái thiết bị cùng một lúc luôn. Rồi, ok, đây là món đồ cuối cùng của chúng ta mọi người ơi. Ok, ok, dọn hàng. Quá nhiều đồ, quá nhiều phụ kiện rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ kết lại bằng một cái túi để mình có thể đựng phụ kiện. Nó sẽ có rất là nhiều những cái ngăn bên trong nè. Rồi, có dây kéo nhỏ bên trong, ví dụ bỏ những cái thứ quan trọng hơn trong này, đồ các kiểu ha. Rồi mình sẽ có một cái quà ở đây đó, kiểu mình xỏ vô gì nè, hoặc là mình có thể xỏ vô tay cũng được đó. Tôm tóc thì chắc là một cái thương hiệu mà các bạn cũng không còn lạ rồi. Mình nhớ là Hằng Đặng họ bán rất là nhiều món, có cả ba lô, có cả bao đựng laptop đồ các kiểu. Rồi như vậy thì vừa rồi mình đã gọi là unbox cái hộp một Flysbox từ Hằng Đặng Accessory, rất là nhiều phụ kiện dành cho iPhone 16 series của các bạn luôn. Tất nhiên là bạn nào mà không có lên đời iPhone hay là dùng những cái thương hiệu khác á, thì cũng sẽ có những cái món phụ kiện mà phù hợp tương tự. Rồi mình sẽ có điểm sơ lại ha. Ốp lưng thì các bạn sẽ có ốp lưng của Spigen, ốp lưng của Kinbun này. Thì mình sẽ có những cái ốp lưng rất là đa dạng, từ ốp trong có hạn chế chống ố vàng rồi các kiểu này, rồi ốp kiểu màu đen này, hay là những cái chiếc ốp đặc biệt như thế này nữa. Rồi mình sẽ có cả kính cường lực đa dạng kích cỡ ha. Rồi mình sẽ có cả những cái sợi cáp này được bảo vệ rất là chắc chắn, giải tỏa cái nỗi lo của các bạn là các bạn hay sợ cáp zin thì cái độ bền, mặc dù là đã có cải thiện rồi, nhưng mà chắc là những cái sợi cáp như thế này thì nó sẽ bền bỉ hơn rất là nhiều, và cũng có độ dài tới 2m nữa. Rồi còn có cả củ sạc nữa, và rất là đa dạng, từ những cái củ sạc mà dùng cho giống như là mình đi du lịch thì mình xài mấy cái củ nhỏ nhỏ như thế này thôi đó. Nó gọn gọn, nó nhỏ hơn so với rất là nhiều những cái củ sạc 30W mà cùng công suất chẳng hạn. Nói chung là rất nhiều món. Ok, hy vọng là mọi người sẽ chọn được cho mình một món đồ nào đó. À, có kính bảo vệ camera nữa nè. Cái này thì nhiều bạn xài, nhưng mà đối với mình thì mấy cái trước đó là đủ rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye bye.